Đây là một bữa ăn bình thường của một sinh viên nội trú, không những của trường Bách Khoa mà còn của nhiều trường đại học hiện đang ở Hà Nội. Tôi xin đếm cho các bạn nghe hoặc xin mô tả lại một bữa ăn cho các bạn thấy rõ sinh viên Bách Khoa và hoặc sinh viên của các trường khác ăn như thế nào. Đây là cơm như các bạn nhìn thấy, và đây là một chút canh rau ngót, gọi là canh rau ngót cho nó oai, chứ thực ra có lẽ là họ chỉ bỏ muối và chạy thêm vài ba lá rau. Thêm đó là 7 miếng thịt mỡ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi xin nói 8 là cả một miếng nhỏ ngay bên cạnh. Tôi thử hỏi với một bữa ăn như thế này, liệu những cậu Tú, những cô Tú có đủ sức để có thể tiếp tục công việc học hành của mình được hay không? Mà công việc học hành như chúng ta nói là một công việc cũng không kém phần nặng nhọc so với các công việc khác trong xã hội.